tên là đường Thơ Dầu. À. Ờ, đường này con thích lắm hả? Mẹ mấy mẹ con đi qua bên đây nè là hái rau muống với chặt trái cây nè. Hái rau muống chặt trái cây về ăn thì trên đoạn đường này tạm thời là có hai cái hẻm mà đang phong tỏa ha cô chú anh chị và các bạn. Mì với gạo đồ ha cho bà con cho nên bà con yên tâm ở nhà. À, nhà nào có em bé thì thấy có sữa nước nữa đó. Thì Hoa Tâm chạy ngang thấy nhỏ em của Hoa Tâm, em con của người cậu thì với con nó hai mẹ con nó vẫn đang ở nhà ở trong cái khu phong tỏa. Bây giờ chỉ có ở nhà vậy thôi, khi nào hết hạn phong tỏa thì mới được ra chợ bán bánh bông lan ha. Đi công việc với ghé nhà người con bán cà phê thì ba người đó được test tại ban quản lý chợ đó là dương tính. Thì dương tính là hôm nay đó là hôm thứ ba rồi ha. Cho nên tạm thời phong tỏa cái khu vực bán quán cà phê của cái người đó. Tâm sẵn đi công chuyện thì chạy ngang quay cái đoạn này luôn. Hôm nay là người ta đã dựng cái bảng là khu vực phong tỏa. Mùa dịch này ai cũng bán chậm hết, Hoa Tâm cũng bán chậm nữa cho nên chạy qua bên giường bên kia bên chỗ cặp mé sông á. À, hái rau muống với chặt chuối cây gì nấu canh chua ăn. Đây rau muống canh chua. Đây cái dải bánh bông lan đã được dời về phía bên đây. Xuống xe. Chưa rảnh đi vòng vòng á. Đi qua bên kia kìa mát vậy lắm. Có sân chơi nào đâu hả? Thưa vậy con mới ra. Đó con chó đẳng đó mà người ta đem nó về nhà hay gì ơi. Trời coi con chuột nó thay trái chuối à. Ủa tha tỉnh bơ luôn. Đây bánh bông lan dời qua bên đây rồi ha.
Này con chó phải không? Con chó đằng này nè. Có con mèo được không? Con chó nó chạy đi đâu rồi? Con chó nó ở nhà rồi phải không gì? Con chó nó ở nhà rồi phải không gì? Nó đòi đi coi. Nó đòi đi coi con chó. Con mèo. Con mèo bên kia kìa. Đi đi, em với em đi. Này gì phơi, gì phơi cao, phơi cao. Quay gì hả? Quay video kiếm gạo. Quay video kiếm gạo. Dạ nha, cũng khá khá. À, tạm biệt cô chú anh chị và các bạn ha. Hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Trên đường này nè, đường này là đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Nó chừng 500m chứ gì. Từ bên đây qua tới cái đường số 3 nó dài chỗ bán đơn Minh Ngọc cái gì đó. Đại lý với số Thành Trung là đường Nguyễn Đình Chiểu ha. Tự nhiên nghe bạn kia hỏi ở đường Nguyễn Đình Chiểu ở ngoài khu công nghiệp Long Đức thì mình hơi giật mình ha. Chạy một vòng ở ngoài thì thấy không có cái con đường mang tên đó. Thì sáng nay tỉnh Trà Vinh thì cũng 80 mấy ca gì rồi ạ. Hôm qua thì buổi sáng 76 ca, buổi chiều 6 ca là 82. Hôm nay 28 tháng 10 thì sáng buổi sáng không là 80 mấy ca rồi, 86 ca hay gì cả trời luôn. Rồi vậy thôi ha, Tâm kết thúc cái video ở đây ha.